Hi everyone, cô chào các bạn. Các bạn lấy starters 1. Các bạn mở sách trang số 11. Test 1, bài kiểm tra 1. Reading and writing, môn đọc và môn viết. Part 1, phần 1, 5 questions, 5 câu hỏi. Look and read, nhìn và đọc. Put a tick or a cross in the box. Hãy đặt dấu V hoặc là dấu chéo vào ô vuông. There are two examples. Có hai ví dụ. Examples, ví dụ. This is a camera. Đây là một cái máy chụp hình. Đúng, cái câu này đúng với khớp với lại cái hình các bạn tích lên. Yes. This is a chicken. Đây là một con gà. Các bạn nhìn con cái hình có đúng con gà không? Không đúng thì các bạn nói cross, đánh dấu chéo vào. Questions, những câu hỏi. One, số 1. Các bạn nhìn cái hình, đây là cái bồn tắm. Vậy mình đọc nè. This is a bath. Đây là một cái bồn tắm. Đúng thì các bạn nói yes, tick lên. Tương tự các câu còn lại, chúng ta qua câu số 2. This is a snake. Đây là một con rắn. Yes. Vậy các bạn tick lên. Câu 3, this is a boat. Đây là một cái thuyền. Đúng không các bạn? Cái hình này là cái thuyền đúng không? Cross, no. Câu 4, this is a socks. Đây là một chiếc vớ chân, cái vớ chân, cái tất chân đó các bạn. Có không? No. Các bạn viết cross. Câu 5, this is a sofa. Đây là một cái ghế sofa, là cái ghế nệm đó các bạn. Yes or no? Yes. Take lên các bạn. Chúng ta qua phần part 2, phần 2. 5 questions, 5 câu hỏi. Look and read. Hãy nhìn và đọc. Write yes or no. Hãy viết đúng hay là viết sai. Các bạn quan sát hình. Rồi, ví dụ, examples. Ví dụ, there is a monster between the girl and the boy. Có một con quái vật. Between là ở giữa. The girl, bé gái. And và the boy, bé trai. Yes or no? Yes. Câu số 2. The monster is eating a pineapple. Con quái vật đang ăn. Eating là đang ăn. A pineapple là một quả thơm, quả khóm, quả dứa. Có phải không các bạn? Không, nó đang uống mà. Vậy là no. Các bạn viết yes, no vào nha. Tương tự, câu số 1, question. The boy is fishing. Cậu bé đang câu cá. Fishing là câu cá. Yes or no? Yes, thì các bạn viết yes vào. Câu 2, there is a fish in the water. Có một con cá ở trong nước. Yes. Đó là các bạn viết yes vào. Câu 3, the girl is drawing a picture. Bé gái đang vẽ một bức tranh. Đang chơi búp bê mà. Vậy câu này là no. Câu 4, the monster is flying a kite. Con quái vật đang, a kite là thả diều. Flying là đang thả diều. Flying a kite. Yes. Vậy là các bạn viết yes vào. Câu tiếp theo. The girl is wearing trousers. Bé gái is wearing. Wearing là đang mặc. Trousers là cái quần dài, quần tây, quần thể dục. Cái quần nào mà nó dài qua đầu gối thì ta gọi là quần dài nha các bạn. Trousers. Ta gọi là trousers ha. Vậy bé gái đang mặc quần dài đúng không các bạn? Mặc váy mà. Vậy mình sẽ nói là no. Rồi các bạn hiểu bài này chưa? Các bạn nhớ đọc lại theo cô nha. Vừa đọc tiếng Anh vừa đọc tiếng Việt thì lúc đó rồi các bạn nhìn quan sát tranh thì lúc đó cái kỹ năng đặt câu của các bạn rất là giỏi nha. Và các bạn sẽ nói được tiếng Anh đó. Part 3, phần 3, 5 questions, 5 câu hỏi. Look at the pictures, hãy nhìn vào bức tranh. Look at the letters, hãy nhìn vào những chữ cái. Write the words, hãy viết các từ vựng. Example, ví dụ.
ear, cái tai. Đây, người ta cho sẵn ba cái ký tự letter đây. Thì người ta yêu cầu các bạn sắp xếp những cái chữ bên đây vào nhìn theo cái hình sắp. Đây là cái tai, cái lỗ tai đó các bạn. Vậy thì mình sẽ nói là ear, 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 E-I-E các bạn. Ear, cong lưỡi nhẹ lên, ear ha. Questions, các câu hỏi. Bây giờ câu đầu tiên ha, cái hình cái gì đây các bạn thấy không? Hình cái mặt. Vậy cái mặt thì mình sẽ viết là F A. Dạo này bạn nào có đọc được bảng chữ cái không? Nhớ đánh vần cho cô nha. F A C E, face, cái mặt. Cái đuôi cờ E các bạn xì nhẹ cho cô. Rồi câu số 2, đây là cái bàn tay. Vậy chúng ta sẽ sắp xếp những từ ở bên đây. H A N D, hand. Câu số 3, đây là cái mũi. Vậy chúng ta sắp xếp N O S is, nose, cái mũi. Nhớ có xì là xì ra nha. Có chữ D là các bạn D ra luôn, hand, nose. Tiếp theo câu 4, đây là hai cái bàn chân. Hai bàn chân tức là nhiều bàn chân lên rồi. Thì các bạn nhìn cái chữ này, F E E T, feet. Rồi canh sao cho nó đúng chữ cho cô nha. Đúng. Rồi ok. Tiếp theo đây là cái miệng. Thì các bạn sắp xếp vô M O U T H. Các bạn hay nhầm lẫn cái chữ O U. Khi nào mình cứ hay nhầm lẫn, biết biết O U trước ha. Thì các bạn nhớ nha, cái chữ muốn của mình đó, M U O đấy. Thì người ta tiếng Việt là người ta viết chữ U trước ha, M U O. Thì suy ra tiếng Anh nó phải ngược lại tiếng Việt là M O U. Được chưa? Nhớ cho cô cái chỗ đấy thôi. Tự mình phải suy nghĩ cái cách nhớ từ vựng thôi ha. Cứ hay nhầm tiếng Anh thì nó hay ngược với tiếng Việt. Đó, cho nên các bạn cứ viết là U O trước. Nhưng mà nhớ cho cô chữ muốn đi, tiếng Việt đó là chữ U O rồi, M U O rồi. Thì tiếng Anh nó phải ngược lại là M O U, nhớ nha. Đó, rồi làm xong rồi thì các bạn đọc lại. Ear, 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 cái tai. Face, 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 cái mặt. Hand, 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 bàn tay. Nose, 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 cái mũi. Feet, 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 bàn chân, hai bàn chân. Mouth, nhớ cái chữ thờ là đưa lưỡi ra. Mouth, 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 cái miệng. Chúng ta qua phần số 4. Part 4. 5 questions, 5 câu hỏi. Read this, read this. À, có nhiều bạn đọc xuống giọng quá nó thành chữ this ha. Read this. À, các bạn đọc cao lên, read this, this, this. À, xuống giọng. Read this. Đọc bài này. Choose a word from the box. Hãy chọn một từ vựng từ cái trong khung á. À. Write the correct words. Hãy viết từ đúng. Next to number 1 to 5. Kế bên các số từ 1 tới 5. À, cái dấu gạch ngang này các bạn đọc to là tới, trừ trừ là tới ha, tờ o đó. À, there is one example. Có một ví dụ. An apple, ví dụ về một quả táo. Rồi bây giờ các bạn đọc cái bài này, sau đó các bạn nhìn vào trong cái bức tranh ở dưới đây. À. Rồi sau đó các bạn viết vào trong cái chỗ trống, được chưa? Rồi bắt đầu chúng ta làm nha. I am green, yellow or red. Tôi thì màu xanh lá, vàng hoặc là màu đỏ. I come from a tree. Tôi đến từ một cái cây, tức là tôi ở trên một cái cây. Một cái cây lớn nào đó ha. Tree là dạng cây to, cây che bóng mát đấy các bạn. Lots of có nhiều ha. Lots of có nghĩa là nhiều. Nhiều cái gì đó thích. Like eating me, thích ăn tôi. Ai. Rồi cô đố các bạn chọn từ nào. Các bạn sẽ thế vô là lots of thích ăn tôi. Ai đó ăn thì mình phải đi tìm người. Người nào muốn ăn ha. Ở đây cái cây muốn ăn tôi đúng không? Không. Con mắt muốn ăn tôi không? Không.
cửa hàng muốn ăn tôi hả? Không luôn. Phòng bếp muốn ăn tôi hả? Không được luôn. Bác cái giỏ muốn ăn tôi hả? Không được luôn. Đó, mình cứ thế từ vô cho nó hợp thôi. Fruit, trái cây muốn ăn tôi hả? Không được luôn. Flower, bông hoa muốn ăn tôi hả? Children, trẻ em, các trẻ em muốn ăn tôi hả? Yeah, vậy là mình sẽ chọn từ children vào đây. Đó, các bạn hiểu cách làm bài chưa? Dễ lắm. Cho nên là các bạn chú ý một chút xíu là mình sẽ làm được. Đó, chúng ta viết cái từ children vào đây. Ok ha. Rồi, các trẻ em thì muốn ăn tôi nè. Rồi, tiếp theo I am tôi là một một cái gì đó. But nhưng mà I'm not, tôi không phải là an orange, một quả cam, or hoặc là hay là a grape, tôi không phải là một quả cam hay là một quả nho, vậy tôi là một cái quả gì? Trái cây đúng không? Fruit. I am a fruit. Vậy là các bạn viết chữ fruit. Có ai chưa biết viết từ fruit không? Dễ lắm nha. Câu tiếp theo. People can get me from, người ta có thể lấy tôi, tức là có được tôi á, mua tôi về á. Từ from là từ đâu các bạn? Mua mua quả táo này từ đâu nè, ai biết? Hả? Người ta mua tôi từ in the street, ở trên một con đường, trên một con phố, từ các cửa hàng ha. Vô cửa hàng nào cũng có apple nha. Vậy là mình viết shops. Các bạn hiểu bài chưa? Rồi, in the street they put me, họ đặt tôi in ở trong đâu? Ở một cái nào đó ha. There, ở đó. Họ đặt tôi ở đâu đây? Shop là mình đã làm rồi nè, bây giờ mình bỏ đi nè. Rồi, children là làm rồi, trẻ em bỏ đi nè. Fruit làm rồi nè, bỏ nè. Vậy họ đặt tôi ở đâu ha? There là ở đó. Vậy họ đặt tôi ở trong một cái bag, cái giỏ đúng không? Đó, các bạn viết vào đây. Đó. Mình không biết thì mình cứ viết vào, xong rồi cái mình đọc tới đọc lui, đọc đi đọc lại là mình sẽ hiểu ra được cái câu đó ha. Mình tìm được cái từ đúng nhất. Rồi họ đặt tôi trong một cái gì, túi à, một cái giỏ sách. There, ở đó. At home, ở đó, tức là ở cái các cửa hàng đó. At home, ở nhà. You can put me, bạn có thể đặt tôi in a room, ở trong một căn phòng. Phòng gì? Like, cái này mình không dịch thích nha. Ví dụ I like, he likes thì mình biết là dịch tôi thích. Còn này like thì mình không nói là a room like, cái phòng thích ha. Vậy thì mình sẽ dịch là như là, giống như là ha. Đặt tôi trong một cái phòng như là the, phòng gì? Cái phòng gì có thể đặt được quả apple này ha? Phòng gì các bạn ơi? Còn lại mấy từ à? À, chỉ còn cái kitchen thôi. Như là phòng bếp nè, đặt tôi ở trong đó được nè. Kitchen. For example, chẳng hạn như là, ví dụ như là vậy đó. À, ví dụ đặt tôi ở trong phòng bếp đó. Tiếng Anh nó hay nói ngược lại đúng không? Đây. What am I? Tôi là quả gì? Tôi là ai? Tôi là cái gì á? What nó là cái gì, là gì? Nhưng mà khi mình đang nói về trái cây thì mình dịch là tôi là quả gì? I am an apple. Tôi là một quả táo. À, vậy là chúng ta đã làm bài xong rồi. À, các bạn thấy không? Rồi sau đó các bạn thế những cái dấu chấm này vào và các bạn ra được một cái bài dịch hoàn chỉnh và đọc câu tiếng Anh, câu tiếng Việt cho cô nha. Part 5, phần 5, 5 questions, 5 câu hỏi. Look at the pictures. Hãy nhìn vào những bức tranh. And read the questions. Và đọc các câu hỏi. Write one word. Hãy viết một từ vựng. Answer. Cho câu trả lời. Answer là câu trả lời. Thì cái câu trả lời này người ta yêu cầu các bạn viết một từ thôi, các bạn thấy không? Các bạn viết hai từ là sai. Rồi, bây giờ các bạn nhìn hình ảnh nha. Rồi, sau đó các bạn nhìn câu ví dụ nè. Examples, các ví dụ. How many bags are there? Có, are there có nghĩa là có. How many are there, nó hay đi chung với nhau, các bạn đã được học rồi. How many bags are there? Vậy các bạn dịch ngược lại là có bao nhiêu cái giỏ? Cái giỏ ở đây có bao nhiêu cái giỏ vậy các bạn? 1 2 3 4, vậy là đáp án 4, 4. Các bạn không biết viết chữ thì các bạn viết số 4 cho cô nha, chỉ cần một số thôi. Rồi, câu tiếp theo, what is the man eating?
Người đàn ông đang ăn, có to be nè, có verb in nè. Các bạn dịch đang cho cô nha. Người đàn ông đang what, làm gì? À, đang ăn cái gì đây? Eating, đang ăn. Người đàn ông đang ăn gì các bạn? À, mình nhìn vô đây là biết là banana. Vậy các bạn biết banana. Ok, bây giờ chúng ta cùng làm xem ai làm đúng nha. Questions, làm nhanh trước cô nha. Các câu hỏi. What is the boy playing with? Cậu bé đang chơi với cái gì? Ball. Đó, chọn một đáp án thôi. Là ball, quả banh, quả bóng. Câu số 2. Các bạn qua hình số 2. Where are they now? Họ ở đâu bây giờ? Now, nó dịch ngược lại là bây giờ họ ở đâu? Ở đâu đây các bạn? Mấy người này đang ở đâu đây? Ở trên cái chiếc máy bay thì các bạn nói là plane, máy bay. Câu 3. How many people can you see? Bao nhiêu người? Can là có thể, you là bạn, see là nhìn thấy. Vậy chúng ta dịch ngược lại là bạn có thể nhìn thấy bao nhiêu người? 1, 2, 3, 4. 4 người thôi. Vậy là các bạn viết vào. Đó. Ai không biết viết chữ thì phải viết số cho cô nha. Chắc anh cứ viết số đi. Rồi câu tiếp theo. What are they doing? Họ đang làm gì? À, đang chơi ở dưới nước đúng không? Vậy thì mình chỉ cần tìm một từ thôi. Playing, đang chơi. Tại vì người ta hỏi doing, có in, thì mình phải trả lời playing. Bạn nào trả lời play thôi là coi như cũng sai nha. Sai với cái câu trả lời ha. Câu hỏi của mình á. Câu số 5. What is on the man's head? Vậy ở đây có is rồi, thì cái chữ phẩy s này không phải là is nữa, là mà nó là gì? Sở hữu cách là của người đàn ông. The man's, của người đàn ông. Cái gì của người đàn ông? Head, cái đầu. Cái đầu của người đàn ông. Rồi, bây giờ chúng ta dịch what is là gì? Cái gì? On, ở trên. The man has là the man's head, là cái đầu của người đàn ông. Vậy cái gì ở trên đầu của người đàn ông đây các bạn? Con chim. Bird. Ok. Đó, chỉ chọn một câu thôi. Rồi, chúng ta đã xong rồi. Ok, vậy là chúng ta đã làm xong. Các bạn cố gắng luyện đọc lại. Những từ nào khó thì các bạn phải cố gắng đọc đi đọc lại nhiều lần cho nhớ nha. Đó, bài nó không có gì hết, chỉ có nhiều đó thôi. Video tiếp theo các bạn đi tìm cho cô cái test 1 phần speaking, phần kỹ năng nói. Chúng ta đã được nghe rồi, đọc, viết rồi. Bây giờ là tới speaking, nói là đủ 4 kỹ năng nha. 4 kỹ năng này các bạn phải làm liên tục cho cô. Luyện đọc nhiều, luyện nói nhiều, luyện nghe nhiều, luyện viết nhiều thì các bạn sẽ giỏi ha. Nhớ là phải thường xuyên và liên tục. Đừng có học xong rồi biết rồi là không ôn lại nó nha. Đó, các bạn đi tìm video này. Thì cô sẽ hướng dẫn riêng cho các bạn video này. Các bạn phải nói trong vòng 5 phút thôi. Cô hỏi là các bạn phải trả lời ngay. Thì trước tiên thì mình phải có một cái bài tập để làm trước cho các bạn nhớ các câu đó đi. Rồi sau đó cô sẽ đọc trực tiếp. Các bạn không được nhìn đâu, không được nhìn chữ đâu. Các bạn chỉ nghe và các bạn trả lời thôi. Làm theo động lệnh của cô thôi. Được chưa? Đó là kỹ năng nghe có 5 phần đó. Các bạn phải làm đầy đủ 5 phần này. Ok. Thì các bạn đi tìm cái video đó cho cô nha. Rồi bạn nào mà không cảm thấy không tự giác học được, nói còn chưa có nhanh, chưa còn lưu loát, không có được nhanh á, đọc mà còn bị vấp á, thì alo cho cô sẽ hướng dẫn cho các bạn trong một thời gian, bảo đảm các bạn sẽ nhanh hơn và các bạn có kinh nghiệm hơn ha. Các bạn tự tin học tiếng Anh thì các bạn sẽ thấy là vui đúng không? À, khi mà các bạn nói tiếng Anh nhanh hơn chút xíu thì các bạn thấy vui và mình tự tin học tiếng Anh. Học tiếng Anh, ai học nhiều thì biết nhiều à, chứ không có giỏi. Rồi, ai mà thông minh hay là tập trung học thôi thì các bạn sẽ nhớ được từ vựng lâu. Ai nhớ lâu thì người gọi đó là người giỏi, người thông minh đúng không? Đó, còn ai mà học xong cái quên á, đó, mình không phải là gọi là dở đâu mà là có tính hay quên. Thì mình phải ôn lại giống như cô đó à, cứ ôn đi ôn lại nhiều lần là phải siêng. Đó, cho nên mình phải cần cù, mình phải siêng năng lên để mình bỏ cái quên của mình nha.
cái quyền mình học xong mình quên coi như là không biết rồi đúng không? Thì người ta gọi mình dở, nhưng mà mình không phải mình dở. Nghe cô giảng hiểu bài đó nhưng mà chưa nhớ thôi đúng không? Chưa nhớ từ vựng thôi, nhưng mà phải cần học, phải cần luyện lại nha. Ok, thì cứ alo cho cô chỉ cho cách là học nha. Ơi các bạn nhớ đăng ký và chia sẻ video của mình lên Zalo và Facebook để dành cách đó. Khi các bạn cần tìm lại nó nhanh, chứ mai mốt cô làm nhiều video rồi á, nó đẩy xuống các bạn tìm rất là lâu và không tìm thấy nha. Rồi các bạn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của cô. Bye, see you again.